Mình là Đào Liên Hương. Hôm nay mình làm video này để chia sẻ cho các bạn biết 5 bí quyết để giảm cân nhanh tại nhà nha. Sau khi xem xong video clip này thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ có cách để tìm được cách để giảm cân nhanh nhất tại nhà cho mình nhé. Thì các bạn đã thấy là sau mỗi dịp lễ Tết ấy, thì chúng ta thường là bị lên cân đúng không ạ? Và khi lên cân như thế thì thứ nhất là quần áo chúng ta mặc không vừa này, thứ hai nữa là chúng ta cơ thể nó lên cân như thế thì nó gây ra nhiều những cái mệt mỏi và có thể nó là bị gì đem đến bệnh rối loạn nội tiết tệ, rồi rối loạn tiêu hóa của chúng ta này, rồi có thể chúng ta tăng cân như thế thì nó dẫn đến là gì bị huyết áp này hoặc là mỡ máu này, rất là nhiều những cái nguy hiểm đúng không ạ? Thế nên mọi người hãy kiểm soát cái cân nặng của mình nhé, để nó không kéo theo một số bệnh không cần thiết nhé. Thì sau đây là 5 bí quyết để giúp các bạn giảm cân nhanh tại nhà nhé. Bí quyết thứ nhất là các bạn hạn chế đưa tinh bột vào cơ thể. Mình thường nói ở đây, mình không nói rằng là các bạn không đưa tinh bột vào cơ thể của mình, các bạn nên hạn chế thôi nhé. Mình nên hạn chế, cố gắng hạn chế. Và cái tiếp theo đó là cái thứ hai, đó là mình nên đi ngủ sớm hơn. Thường thì các bạn thức rất là khuya, các bạn trẻ mình thức rất là khuya, nên là khi mà mình thức khuya như thế thì nó thúc đẩy cái dạ dày của mình làm việc và nó gây ra cảm giác thèm ăn, và ăn khuya thì luôn nó gây ra sự mập và béo phì đúng không ạ? Và cái thứ ba đó là các bạn nên uống nước lọc nhé. Thay cái chế độ uống nước hàng ngày vào nước có ga, nước có cồn, và cái loại bỏ cả cái đồ ăn nhanh rồi hoa quả sấy khô luôn nhé. Loại bỏ cái thực đơn hàng ngày của mình luôn, tại vì trong cái thức ăn được sấy khô này rồi nó rất là nhiều vitamin nhưng mà nó lại có một lượng đường nhất định. Chính vì thế các bạn nên hạn chế, rồi có thể là không thì càng tốt luôn nhé. Rồi các bạn có thể là cái thức uống có cồn đấy, chúng ta không nên nạp vào cơ thể chúng ta, nó cũng rất là nhiều đường. Rồi cái thứ tư đấy nhé, cái thứ tư đó là các bạn nên chia nhỏ bữa ăn ra của mình nhé. Chia nhỏ bữa ăn ra của mình thì tại sao lại như thế, là khi mà các bạn ăn một bữa ăn thì có thể là ăn một lần mình không có no, thì mình ăn nhiều, khi mà mình ăn nhiều lên ấy, thì cái bao tử của mình hoặc cái cơ thể của mình nó hấp thu không hết ấy, thì nó lại tích trữ lại, thì vì như thế thì nó cũng gây ra tích mỡ nhé. Rồi cái cuối thứ tiếp theo ấy là chúng ta nên cười nhiều. Các bạn không biết rằng cười nhiều thì chúng ta mới giải tỏa được stress đi, thì giải tỏa được stress đi thì chúng ta mới vui vẻ và chúng ta có năng lượng làm việc tích cực hơn. Và chính vì như thế thì cái cảm giác như là chúng ta vận động nhiều hơn thì cái lượng mỡ của chúng ta nó sẽ giảm đi đáng kể đấy ạ. Và cái cuối cùng, đây là một điều đặc biệt mà mình muốn dành tặng cho các bạn, đó chính là các bạn dùng cái thêm cái sản phẩm nhị hoa nghệ tây này. Cái này là của nước Iran nha các bạn nha, thì nó sẽ giúp cho trong cái sợi hồng nhị hoa nghệ tây này nó có rất là nhiều dưỡng chất và rất là nhiều công dụng. Ngoài là giúp cho chúng ta để giảm cân, giảm mỡ cho chúng ta ấy, thì nó còn giúp rất nhiều công dụng khác, ví dụ như ổn định huyết áp này, phòng ngừa ung thư và đột quỵ này, rồi ổn định lượng tiểu đường này, rồi ổn định lượng huyết áp thấp, huyết áp cao này, rồi có thể là nó còn ổn định cả rối loạn tiền đình của chúng ta nữa. Và nó đánh bay stress nhé, đặc biệt là nó đánh bay stress. Stress chính là nguyên nhân mà dẫn đến ăn nhiều và khiến cho chúng ta bị béo phì đấy ạ. Thì trong cái hộp nhụy hoa nghệ tây này á, thì nó có tới 5 cái dưỡng chất rất là cơ bản và cần thiết, đó là crocetin, rồi safanol, crocin, prorocin và saponin. Là saponin thì có ở trong nhân sâm, giúp cho da của chúng ta đẹp hơn này. Rồi prorocin thì giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động tốt này. Chính vì như thế thì nó sẽ không có tồn đọng những cái chất dưỡng chất ở trong cơ thể, thì nó sẽ không gây ra tích mỡ nhé. Rồi có crocin. Crocin là cái hoạt chất mà để ngăn ngừa ức chế cái tế bào ung thư ấy, hoặc là giúp cho chúng ta là
cơ thể của chúng ta nó tạo máu mới để nó cơ thể của chúng ta nó tươi mới hơn nhé. Rồi cái là safranol, safranol đây là một dược chất quý hiếm làm cho chúng ta ngủ nghỉ đúng giờ và nó sẽ ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn và tránh cái tình trạng cho chúng ta thức khuya. Và hồi nãy như mình vừa nói, thức khuya là một trong những nguyên nhân để gây tích mỡ và gây béo phì đấy ạ. Rồi cái dược chất cuối cùng là chlorocin. Chlorocin này thì là một dược chất tốt cho hệ tuần hoàn và nó có tác dụng là giảm cái cholesterol trong máu nhá, và giúp phòng tránh cái sự hình thành cái mảng bám trong thành mạch của mình ấy. Thì đây là một sản phẩm giảm mỡ máu cực kỳ tốt. Ngoài đó, mỡ máu là cái đặc biệt là cái khó giảm đúng không ạ, thì ngay cái chất ngay cái safranol này nó giúp cho mình giảm mỡ máu luôn. Chính vì thế sản phẩm mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đây không phải là một sản phẩm giảm cân mà đây là giảm mỡ đây, giảm mỡ sâu từ bên trong. Chính vì thế nó sẽ lâu hình thành lại và như thế thì các bạn sẽ không lo rằng là sau khi mình ngưng cái sản phẩm này thì nó sẽ bị tăng cân trở lại nhé. Các bạn hoàn toàn yên tâm, khi mà mỡ nó giảm hết các cái tầm mỡ của mình rồi ấy, thì nó cơ thể của mình sẽ thon gọn hơn và nó giúp cho cơ thể của mình tươi mới hơn và đặc biệt cái làn da của mình nó sẽ đẹp hơn. Và các bạn cứ kiên trì uống đi thì qua một năm ấy thì nó còn có thể giúp cho chúng ta có thể là cơ thể của chúng ta nó phát ra một mùi thơm rất là đặc biệt cơ nhá. Nên là các bạn mình nhắc lại là 5 cái bí quyết để các bạn giảm cân nhanh tại nhà nhé. Thứ nhất là các bạn hạn chế đưa tinh bột vào cơ thể này. Thứ hai là các bạn đi ngủ sớm này. Thứ ba là các bạn uống nước lọc nhé. Và thứ tư là các bạn chia nhỏ các bữa ăn hàng ngày nhé. Và cuối cùng thứ năm là các bạn cười nhiều hơn. Và đặc biệt cái cuối cùng là điều đặc biệt nhất mà mình muốn nói với các bạn, đó là các bạn nên dùng cái safranol này. Đây là sợi của cái bông hoa thôi ha, của bông hoa, sợi hoa của nhụy hoa nghệ tây thôi. Thì nó hoàn toàn là thiên nhiên, người ta hái về và người ta sấy khô đi. Và hàng ngày mình chỉ dùng vài sợi ở đây thôi là mình đã có một cơ thể hoàn toàn thon gọn, khỏe mạnh và xinh đẹp đấy nhá. Nó giúp có rất là nhiều tác dụng, là ổn định huyết áp, tim mạch, tiểu đường, giảm mỡ máu và giúp giảm mỡ, giảm cân cho chúng ta nhé. Giảm cân bình thường các bạn uống ấy thì nó giảm cân là giảm mất nước, nó giảm cơ bắp, nó gây ra tình trạng mệt mỏi. Nhưng mà khi các bạn dùng cái safranol này thì các bạn uống hàng ngày ấy, giúp cho giảm cân thì nó sẽ không gây cái cảm giác mệt mỏi và nó lại còn điều đặc biệt là nó làm cho các bạn, cơ thể của bạn rất là khỏe mạnh. Và khi các bạn ngủ ngon như thế thì các bạn sẽ tỉnh dậy với một cơ thể hoàn toàn mới và các bạn sẽ thích hoạt động hơn. Và khi các bạn thích hoạt động hơn như thế thì cơ thể của mình nó sẽ tiêu hao đi rất là nhiều năng lượng, rất là nhiều calo đúng không ạ? Thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta thon gọn hơn mỗi ngày nhé. Và đây là sản phẩm đặc biệt là safranol 3 Hraman của công ty Tây Á nhập khẩu độc quyền và phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì đây là một sản phẩm giúp cho các bạn giảm cân tuyệt vời luôn. Nếu các bạn cần tư vấn thêm về cái sản phẩm safranol 3 Hraman Iran này do công ty Tây Á nhập khẩu độc quyền cái loại lysine về Việt Nam thì các bạn inbox vào Facebook Đào Liên Hương cho mình và số điện thoại là 0966053399, đây là số hotline nhé. Rồi các bạn có thể inbox để cho mình có thể tư vấn cho các bạn một cách cụ thể nhất. Và đây là một sản phẩm mình muốn giới thiệu cho các bạn, đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời luôn. Sau khi xem xong cái sự chia sẻ này thì các bạn có thể biết thêm một vài cách có thể chia sẻ giúp cho giảm cân một cách nhanh nhất thì các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé, để chúng ta cùng chia sẻ, để video clip sau mình sẽ làm được tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.